Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua ngày 20 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số bộ ngành, doanh nghiệp, đơn vị thi công dự án và 13 địa phương có tuyến cao tốc đi qua. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan và văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến nay công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần đã bàn giao hơn 645 km trên 652,86 km, đạt 98,8%. Dự án có tổng mức đầu tư trên 118.000 tỷ đồng, được chia thành 11 dự án thành phần, gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Dự án cao tốc Bắc Nam qua Thanh Hóa có tổng chiều dài trên 98 km, gồm 3 dự án thành phần, dự án Mai Sơn quốc lộ 45 dài 49 km, dự án quốc lộ 45 Nghi Sơn dài 43 km và dự án Nghi Sơn Diễn Châu qua tỉnh Thanh Hóa dài 6,5 km. Hiện tại, Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam. Trong đó, dự án Mai Sơn quốc lộ 45 hoàn thành 100%, dự án quốc lộ 45 Nghi Sơn đã hoàn thành 98,9%. Còn lại cục bộ 21 hộ trên 460 m nằm rải rác thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn chưa bàn giao. Dự án Nghi Sơn Diễn Châu đã bàn giao 96% mặt bằng. Đối với phần diện tích còn lại của các dự án, Thanh Hóa cam kết sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 10 năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm khẳng định, cao tốc Bắc Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nên quá trình triển khai dự án, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục mọi khó khăn, khẩn trương giải phóng mặt bằng và đảm bảo chất lượng các hạng mục của dự án. Để phục vụ dự án, Thanh Hóa đã cấp phép cho 132 mỏ đá, 27 mỏ cát và 1 mỏ đất phục vụ thi công riêng dự án Mai Sơn quốc lộ 45. Tỉnh cũng đang tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành căn cứ nghị quyết số 133 của Chính phủ để rà soát các mỏ vật liệu, tiếp tục nâng cao chất lượng, công suất, trữ lượng của các mỏ. Với khó khăn về bãi đổ thải xây dựng, tỉnh đã chấp thuận 22 vị trí đổ thải cho dự án Mai Sơn quốc lộ 45 và 1 vị trí cho dự án Nghi Sơn Diễn Châu. Riêng dự án quốc lộ 45 Nghi Sơn chưa chấp thuận được vị trí đổ thải, gây khó khăn cho hoạt động thi công. Thanh Hóa cũng cam kết sẽ chỉ đạo ban quản lý các dự án khẩn trương rà soát, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, chính quyền địa phương chấp thuận các vị trí đổ thải đáp ứng nhu cầu của các dự án. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành đơn vị và các địa phương trong việc khắc phục khó khăn tồn tại để triển khai dự án. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, dự án cao tốc Bắc Nam hoàn thành sẽ góp phần kết nối đồng bộ các vùng miền, các trung tâm kinh tế lớn, tạo động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội từng địa phương, mỗi vùng và cả nước. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương cần đốc thúc các doanh nghiệp liên quan khẩn trương di dời hạ tầng kỹ thuật như đường điện, đường ống nước, cáp viễn thông. Với các dự án chuẩn bị triển khai, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cần lựa chọn các nhà thầu tiêu biểu cho các dự án tiếp theo, tránh tình trạng trung ương dồn toàn lực nhưng công trình không thực hiện được. Hôm qua ngày 20 tháng 10, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện nghị quyết số 25 ngày 8 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2021 tại các huyện Thạch Thành, Đông Sơn. Tại các buổi giám sát, sau khi nghe lãnh đạo huyện Thạch Thành và huyện Đông Sơn báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 25 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và những đề xuất kiến nghị liên quan đến định mức phân bổ ngân sách, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá việc thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương trong giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn các huyện Thạch Thành và Đông Sơn cơ bản đúng quy định. Tuy nhiên, từ thực tế báo cáo chi ngân sách các năm qua và để hạn chế các khoản chi bổ sung trong giai đoạn tới, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các huyện cần tính toán chặt chẽ dự toán chi ngân sách ngay từ đầu năm, có kế hoạch cụ thể với từng lĩnh vực, đảm bảo mức chi phù hợp. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh
đề nghị huyện Thạch Thành và huyện Đông Sơn bổ sung hoàn thiện báo cáo, nhất là việc thực hiện định mức của từng lĩnh vực, điều chỉnh tăng giảm và phân bổ kinh phí định mức cho từng lĩnh vực chi, việc thực hiện các kiến nghị của thanh tra kiểm toán, nêu rõ nguyên nhân của các tồn tại hạn chế để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp. Những kiến nghị đề xuất của các huyện Thạch Thành và Đông Sơn, Ban Kinh tế Ngân sách sẽ tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa có gần 800 người về từ các tỉnh thành phía Nam. Huyện đã thống kê trong thời gian tới còn khoảng trên 850 người có nhu cầu về địa phương. Cùng với việc vận hành thêm khu cách ly tập trung, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn siết chặt quản lý, giám sát việc thực hiện cách ly y tế tại nhà của cộng dân. Ngày 18 tháng 10, tại thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương ghi nhận một ca bệnh COVID-19 là công nhân trở về từ phía Nam. Trước đó, bệnh nhân về địa phương, khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày vì đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Trong thời gian bệnh nhân cách ly tại nhà, Tổ giám sát cộng đồng phòng chống COVID-19 của thôn Điền đã tuyên truyền hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. Chính vì vậy, sau khi công dân này mắc COVID-19, công tác truy vết được tiến hành thuận lợi và không phát sinh trường hợp F1. Các thành viên trong gia đình ca mắc này có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Chúng tôi phải đến nhà chúng tôi xem cái khu cách ly đó có thật an toàn hay không. Từ hôm về đến giờ thì mới được có gần một ngày thôi. Nhưng mà chúng tôi phải đi giám sát đến 4 lần rồi. Đấy. Không có ăn cơm chung với lại mẹ và các em đâu. Tức là tôi bảo chị ấy là nấu cơm và đưa đến cái chân cầu thang đấy, chị xuống chị lấy. Trong suốt những cái thời gian cách ly thì được cái tổ Covid cộng đồng này là đến thường xuyên nhắc nhở theo dõi và hỗ trợ gia đình có những cái khó khăn gì trong cái việc mà cách ly rồi nào là mua bán đi chợ dùm cho gia đình, là những hỗ trợ về cái việc là nếu có cần thuốc men rồi những cái điều kiện khác. Hiện nay huyện Quảng Xương có trên 700 công dân về từ các tỉnh thành phía Nam đang cách ly y tế theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngoài việc giao trách nhiệm trực tiếp cho các tổ giám sát cộng đồng theo dõi quản lý việc chấp hành quy định cách ly của công dân, các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người dân trên địa bàn xã, nhất là người dân sinh sống trong khu vực có người cách ly để cùng theo dõi, giám sát. Chúng tôi nắm bắt các đối tượng đi làm ngoài tỉnh, gọi trực tiếp cho từng người một xem là thời gian dự kiến về địa phương. Thì nếu muốn về địa phương thì phải báo trước cho chúng tôi 2 đến 3 ngày. Và khi về địa phương một ngày thì chúng tôi có thể là đến kiểm tra 2 đến 3 lần, tuyên truyền vận động nhân dân là cùng theo dõi, nắm bắt và kịp thời báo cho chúng tôi những cái tình trạng là không thực hiện cách ly nghiêm túc. Ban chỉ đạo của huyện Quảng Xương cũng đã chỉ đạo kịp thời cái công tác cách ly theo công điện số 30 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đối với những trường hợp cách ly tại nhà là những trường hợp mà gia đình có đủ điều kiện, có phòng riêng, ăn ở riêng và có mọi sinh hoạt riêng, đặc biệt phát huy cái vai trò của tổ COVID cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà để chỉ đạo cái công tác cách ly tại nhà. Để chủ động phân luồng cách ly công dân từ các tỉnh thành có dịch trở về địa phương, thời gian tới, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Xương tiếp tục chỉ đạo tổ giám sát cộng đồng phối hợp với các gia đình liên hệ nắm bắt nhu cầu trở về của từng công dân để có kế hoạch đón tiếp, tổ chức cách ly y tế theo quy định. Xin được tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 20 tháng 10, đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2021 cho huyện Nông Cống. Với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay huyện Nông Cống đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã nông thôn mới nâng cao đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong quá trình triển khai, huyện Nông Cống đã tập trung khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn huyện đã chuyển đổi được hơn 1.500 hectare đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao và nuôi trồng thủy sản. Gần 3.000 hectare liên kết sản xuất, xây dựng được 5 khu trang trại tập trung. Huyện cũng luôn quan tâm phát triển các làng nghề truyền thống, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 46,5 triệu đồng một năm, cao gấp 4 lần so với năm 2010.
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Trong 11 năm, huyện Nông Cống cũng đã huy động được hơn 9.000 tỷ đồng xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng. Hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng được giữ vững, diện mạo nông thôn mới, văn minh hiện đại, cảnh quan môi trường nông thôn sáng xanh sạch đẹp. Căn cứ vào kết quả thẩm tra thực tế và báo cáo của các sở ngành, đoàn thẩm tra đã thống nhất huyện Nông Cống hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đồng thời, đoàn cũng đóng góp ý kiến để huyện Nông Cống hoàn thiện hồ sơ để gửi Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương thẩm định xét đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua hướng về cơ sở, góp phần thu hút đông đảo hội viên, phát huy vai trò của chị em trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Chị Trương Thị Trang ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do bản thân bị bệnh hiểm nghèo. Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đã vận động các đoàn thể, nhà hảo tâm, hội viên phụ nữ hỗ trợ chị Trang xây nhà mới, ổn định cuộc sống. Bà Hoa cũng đã vận động xây dựng quỹ hội trên 800 triệu đồng, giúp hơn 60 hội viên vay phát triển kinh tế, hỗ trợ 6 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, đồng thời thành lập các câu lạc bộ, tổ nhóm ngành nghề tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Hơn 30 năm gắn bó với công tác hội phụ nữ, bà Nguyễn Thị Hoa luôn lắng nghe, kịp thời triển khai các hoạt động phù hợp với tâm tư nguyện vọng của hội viên. Nhờ đó, hội đã thu hút gần 90% phụ nữ trên địa bàn xã tham gia sinh hoạt. Là cán bộ hội tạo ra được một cái sân chơi bằng cái nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như chúng ta tổ chức hội thi, hội diễn rồi là giao lưu, rồi phối hợp để tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật này. Rất là nhiều các cái vấn đề liên quan đến. Từ đó là chị em cũng thiết tha là tham gia sinh hoạt hội. Tranh thủ làm lúc nông nhàn, hội viên phụ nữ chi hội thôn Tân Ngọc, xã Trường Giang, huyện Nông Cống đều có thêm thu nhập từ 3 triệu đồng trở lên mỗi tháng. Ngoài việc học và mang nghề về dạy cho hội viên, chị Hoàng Thị Dung, chi hội trưởng phụ nữ thôn Tân Ngọc còn xây dựng các tổ tiết kiệm tại chỗ, mỗi người tiết kiệm từ 100 đến 300 nghìn đồng một tháng, giúp cho hàng chục hội viên khó khăn vay không lãi để phát triển kinh tế. Lựa chọn các đột phá nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở, phát huy vai trò năng động sáng tạo của cán bộ hội phụ nữ cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chăm lo lợi ích thiết thực cho phụ nữ, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình, tổ nhóm, câu lạc bộ theo tính chất nghề nghiệp, lứa tuổi, dân tộc, tôn giáo. Nhờ đó, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ đã giúp cho trên 15.000 hộ phụ nữ thoát nghèo, 100% cơ sở hội đều đăng ký các hoạt động, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cùng với việc tập huấn về nâng cao nghiệp vụ thì chúng tôi tăng cường tập huấn thông qua những cái mô hình cụ thể, chị em được nâng cao năng lực trong cái quá trình triển khai, rút kinh nghiệm và nhân rộng các cái mô hình, đồng thời là tạo điều kiện để cho cán bộ hội các cấp có thể phát huy được cái tiềm năng, sức sáng tạo của mình trong cái quá trình thực tiễn phù hợp và đáp ứng với nhu cầu thiết thân của phụ nữ, đồng thời thích ứng với cái bối cảnh là chuyển đổi số cũng như là những diễn biến phức tạp của thiên tai, của dịch bệnh. Sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của hội viên, sự nỗ lực cố gắng của những cán bộ hội phụ nữ cơ sở đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ có việc làm, thu nhập ổn định, giúp nhiều gia đình thêm no ấm, hạnh phúc. Đồng thời, khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong tham gia các phong trào của địa phương, xây dựng tổ chức hội phụ nữ ngày càng vững mạnh và thực sự là mái nhà chung của phụ nữ các dân tộc trong tỉnh. Trước yêu cầu bức thiết về cải cách thủ tục hành chính, làm giàu dữ liệu dân cư quốc gia và tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 1 tháng 10, cùng với các địa phương trên cả nước, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bước vào chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip điện tử lần thứ 2. Với nhiệm vụ còn nặng nề hơn trước, vừa làm sạch dữ liệu dân cư, vừa cập nhật bổ sung thêm các trường thông tin công dân mở rộng. Là đơn vị đầu tiên của cả nước hoàn thành kế hoạch cấp căn cước công dân gắn chip điện tử vào giữa tháng 4 năm 2021 với 70.000 hồ sơ được thu nhận. Bước sang giai đoạn 2, việc cấp căn cước trên địa bàn huyện Ngọc Lặc khó khăn hơn nhiều do số dân chưa được cấp thẻ, sinh sống phân tán, hầu hết là người già, người tàn tật hoặc thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Xác định mấu chốt thành công của chiến dịch
là nắm chắc địa bàn dân cư, sắp xếp lịch làm việc hợp lý. Công an huyện Ngọc Lặc đã chia lực lượng thành 3 tổ đi đến từng thôn, ra soát, vận động từng người. Cùng với đó là bố trí cán bộ thực hiện cấp căn cước công dân lưu động cho bà con. Và chúng tôi ưu tiên và tập trung lực lượng, chia nhỏ các tổ để phân chia làm các những địa bàn xa xôi nhất và những địa bàn khó khăn nhất, tập trung những địa bàn ít dân cư và những nơi khó khăn. Sau đấy để thời gian để cho những cái đơn vị mà có số công dân tập trung đông, chưa cấp căn cước công dân gắn chip điện tử để có thời gian khảo sát và thời gian đánh giá và tuyên truyền vận động. Sau đấy chúng tôi sẽ tập trung lực lượng và sẽ cấp đủ số căn cước công dân gắn chip cho trên toàn địa bàn. Thanh Hóa hiện còn khoảng 1 triệu công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Trong số này có đến hơn 500.000 người đi làm ăn xa, hiện không có mặt tại địa phương. Ngoài ra, dòng người di chuyển từ các vùng có dịch về Thanh Hóa liên tục tăng nên biến động dân cư là rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác rà soát, đối chiếu dữ liệu dân cư và thực hiện thủ tục cấp căn cước. Do đó, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đang triển khai cấp căn cước theo quan điểm tiến chậm và chắc từng bước, làm đến đâu dữ liệu sạch đến đó, đồng thời huy động tối đa sự vào cuộc của chính quyền địa phương và đoàn thể chính trị xã hội để vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm quy định phòng chống dịch. Khi mà làm gần nhà thì bọn em có thể thu xếp được các công việc học hành và có thể thu xếp đến để làm căn cước công dân. Hướng dẫn của các chú và các anh chị rất nhanh và có thể làm được áp ứng đủ thời gian để các em có thể đi học được. Khi nhận được cái thông báo này thì những em học sinh khối lớp 9 của chúng tôi đạt độ tuổi làm căn cước ấy, các em rất phấn khởi. Các thầy cô giáo đã đến dẫn các em sang bên đây đảm bảo nghiêm túc, an toàn trong phòng chống dịch. Để hoàn thành mục tiêu trước ngày 30 tháng 11, 100% người dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đang tích cực hỗ trợ kỹ thuật và giám sát tiến độ của công an các địa phương. Đến nay, Thanh Hóa cơ bản bám sát tiến độ cấp căn cước công dân đã đặt ra. Chúng tôi yêu cầu công an các huyện sẽ phân tích cái dữ liệu dân cư đến địa bàn từng xã, xác định ở mỗi xã số lượng cần thu nhận căn cước công dân trên 14 tuổi là bao nhiêu trường hợp. Và trên cơ sở cái phân tích từng xã với số lượng cụ thể từng công dân như vậy, thì bố trí lực lượng, phương tiện xuống từng địa bàn các xã để phù hợp với cái đối tượng và thời gian ở địa bàn từng xã trong cái quá trình thu nhận, bố trí khoảng cách đảm bảo việc thu nhận cũng như là công tác phòng chống dịch trên địa bàn đem lại cái hiệu quả cao nhất. Bên cạnh các thông tin cơ bản như họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, đặc điểm vân tay, thời gian tới, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ được tích hợp thêm trường thông tin về xác nhận tiêm phòng COVID-19, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong di chuyển, khám chữa bệnh mà không cần xuất trình quá nhiều giấy tờ. Do vậy, cơ quan chức năng kêu gọi công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ căn cước nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an nơi cư trú để được cấp thẻ theo quy định. Hơn một tháng nay, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giảm mạnh. Đặc biệt trong những ngày qua, giá lợn hơi đã giảm sâu chỉ còn từ 28 đến 32.000 đồng kg. Đây là mức giá thấp kỷ lục trong 4 năm trở lại đây. Cách đây một tháng, ông Lê Bá Đinh, khu phố Đại Đồng 4, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bán 3,2 tấn lợn hơi với giá 53.000 đồng một kg, thì giờ chỉ bán được với giá 33.000 đồng một kg. Với giá thành sản xuất như hiện nay, nếu giá bán khoảng 50.000 đồng một kg lợn hơi mới có lãi, còn với giá bán trên, gia đình lỗ nặng. Bây giờ cái nghề chăn nuôi thì cũng rủi ro nhiều, nhưng mà mình cũng phải cố gắng. Nói chung là cái giá thức ăn năm nay sang năm nay là hắn giá cao, còn là cũng ảnh hưởng nhiều đến cái việc chăn nuôi. Nhưng mà như gia đình chúng tôi là chủ yếu là bọn tôi là nuôi hắn tận dụng nhiều, nên là cái giá thành hắn hạ hơn được một chút thì bọn tôi vẫn phải cố gắng để mà làm. Còn nếu mà tính theo thị trường thì với giá lợn trên 50 thì là ví bằng cái giá cám bây giờ được. Theo khảo sát tại một số địa phương, hiện nay giá lợn hơi trên địa bàn Thanh Hóa dao động ở mức 28 đến 32.000 đồng một kg, giảm sâu kỷ lục trong 4 năm gần đây. Theo khảo sát tại các chợ, thịt lợn mông sấn có giá từ 65 đến 70.000 đồng một kg, chân giò từ 50 đến 55.000 đồng một kg, ba chỉ từ 80 đến 86.000 đồng một kg. Lượng thịt lợn bán ra ở các chợ dân sinh giảm từ 5 đến 10% so với tháng trước.
Hiện nay giá lợn thì nó có hạ hơn, nhưng mà nó hạ ví dụ tuần trước nó hạ một hai giá, sang tuần này nó hạ một hai giá, cho nên là từ lâu nay là nếu mà tính thì là giá hạ nhiều. Mình mua vào thì cũng hạ, mà mình bán cho dân là cũng hạ. Thì hiện nay thì giá cả nó có xuống, nhưng mà về phía cơ chế chính sách đối với địa phương Hà Lai thì vẫn tiếp tục tuyên truyền và cùng với cán bộ thú y thì cũng có cái đôn đốc nhắc nhở và để cho làm sao mà tạo cái môi trường cho người chăn nuôi là yên tâm, nhất là cái công tác phòng dịch. Theo ngành chăn nuôi, nguyên nhân khiến giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giảm mạnh trong thời gian gần đây là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc lưu thông tiêu thụ lợn ra tỉnh ngoài khó khăn, trong khi đó nguồn cung trong tỉnh cao, lợn đến kỳ xuất bán tồn đọng, cộng với giá thức ăn chăn nuôi cao, nhiều hộ có nhu cầu bán nên có tình trạng thương lái ép giá, đưa giá lợn xuống thấp. Với giá cả như hiện nay, nếu không chủ động được con giống cộng với chi phí khác, người nuôi lỗ trên 2 triệu đồng một con lợn một tạ. Còn nếu chủ động được con giống, người nuôi lỗ từ 1 đến 1,2 triệu đồng một con lợn một tạ. Nếu con giống phải đi mua, thức ăn không chủ động được và giá thịt lợn hơi tiếp tục giảm như hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ rơi vào cảnh thua lỗ. Do vậy, theo khuyến cáo của ngành chăn nuôi Thanh Hóa, các hộ chăn nuôi cần tận dụng thêm nguồn phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn chăn nuôi nhằm giảm chi phí đầu vào, đồng thời chủ động phương án tái đàn phù hợp, thích ứng linh hoạt với thị trường nhằm đảm bảo giá trị hiệu quả trong chăn nuôi. Để kiểm soát tốt hoạt động vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh sau khi được phép tạm thời hoạt động thí điểm, lực lượng chức năng trên địa bàn Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra nhằm siết chặt kiểm soát hoạt động vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh. Triệu Sơn là một trong những địa phương có đông xe khách tuyến cố định hoạt động liên tỉnh. Nhiều nhà xe tổ chức đón và trả khách tại gia đình và không qua bến xe. Nếu không kiểm soát tốt hoạt động vận tải khách tuyến cố định, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng từ những hành khách tham gia hoạt động vận tải khách là khá cao. Do đó, Công an huyện Triệu Sơn đã ra soát lên danh sách các nhà xe đã hoạt động trở lại, yêu cầu nhà xe ký cam kết tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh phòng dịch theo quy định và tuyệt đối không đón trả khách tại vùng có nguy cơ cao về dịch bệnh. Chúng tôi đã yêu cầu 8 nhà xe ký cam kết. Cơ bản đến bây giờ thì các cái đơn vị vận tải mà có các cái tuyến chạy tuyến 7 cái địa phương mà như Sở Giao thông Vận tải đã đồng ý theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch huyện tỉnh ấy, thì các đơn vị này chấp hành tương đối tốt đấy, và thực hiện đầy đủ các cái biện pháp và công tác phòng chống dịch cũng như các cái hướng dẫn của các cơ quan chính quyền cấp. Ngoài ra, một số địa phương có xe khách tuyến cố định cũng quy định yêu cầu nhà xe không tùy tiện đón trả khách tại nhiều điểm gây khó khăn cho việc kiểm soát và truy vết hành khách. Chúng tôi đã thành lập 15 điểm đón trả khách tạm thời. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng đã phân công lực lượng kiểm soát trên các cái tuyến giao thông và xử lý nghiêm các cái trường hợp mà nhà xe vi phạm đối với các điểm đón trả khách. Sau một tuần thực hiện thí điểm hoạt động vận tải khách tuyến liên tỉnh trở lại, Thanh Hóa đã có 34 xe khách hoạt động vận chuyển đi và về từ 7 địa phương đã được Sở Giao thông Vận tải chấp thuận hoạt động vận tải khách liên tỉnh trở lại. Dự báo trong những ngày tới, khi một số quy định vận chuyển hành khách nới lỏng, nhu cầu đi lại của người dân bằng xe khách liên tỉnh sẽ tăng lên. Tuy nhiên, các nhà xe cũng như hành khách đi xe cần tự giác tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh phòng dịch, không đón trả khách dọc đường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và gây khó khăn cho việc thực hiện truy vết. Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về du lịch năm 2021. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, lớp học được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong thời gian 2 ngày, 100 học viên là các cán bộ công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ được phổ biến cập nhật những thông tin kiến thức về công tác quản lý nhà nước về du lịch trong giai đoạn hiện nay thông qua các chuyên đề như Tổng quan về du lịch Việt Nam và du lịch Thanh Hóa, xu hướng phát triển du lịch thế giới và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, ngành du lịch sau đại dịch COVID-19 lần thứ tư, mở cửa du lịch như thế nào để an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch trong hoàn cảnh mới. Trước đó, Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về phương pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể liên quan đến nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật thêu hoa của dân tộc Thái cho 120 học viên tại hai huyện Bá Thước và Như Thanh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.